Sau đây là phần bình luận với tựa đề: Để tránh bị phá sản, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị bắt buộc phải chọn một trong hai mô hình. Ngay khi còn trong trứng nước, khi An Nam Cộng sản Đảng bị Stalin bắt phải đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hai phái đối nghịch nhau, phái Trần Phú, Hà Huy Tập và phái Nguyễn Ái Quốc. Suốt thời gian sau đó, Nguyễn Ái Quốc mượn bàn tay Pháp tiêu diệt khá nhiều đối thủ của mình. Nhưng sau khi cướp được chính quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, ông Hồ Khôn Ngoan vẫn duy trì hai phái nhằm mục đích chia để trị, và sau này tùy theo hoàn cảnh, khi phải hòa hoãn với các đảng phái quốc gia thì đưa ra những nhân vật của đảng phái có bộ mặt ôn hòa mà ông Võ Văn Kiệt gọi là hữu khuynh. Khi bị Stalin giao phó cho Mao bắt buộc phải thi hành chính sách của Tàu Cộng thì đưa ra những nhân vật giáo điều thuộc phái tả khuynh, cũng theo từ ngữ của ông Võ Văn Kiệt, rồi giả vờ sửa sai sau. Từ khi bắt buộc phải đổi mới kinh tế, hai phái này trở thành hai phái Bắc Nam. Phái Bắc thường được gọi là phái lãnh đạo bảo thủ, giáo điều, nắm bộ máy đảng, ngồi chơi xơi nước. Phái Nam nắm bộ máy chính phủ, cầm quyền, có tư tưởng thực tiễn về kinh tế hơn, đã tạo ra những tiến bộ về kinh tế nên được gọi là phái tiến bộ. Những tiến triển về kinh tế, dù chỉ là nhờ trở lại kinh tế miền Nam khi trước, đã đem lại sự dễ thở cho người dân và rất nhiều lợi lộc cho những người trong đảng, khiến hai đảng phái trong đảng tuy có đấu đá nhau trong bóng tối cũng dễ dàng chia đều nhau mọi quyền lợi, không cần phải luôn luôn triệt hạ nhau như trong mọi đảng cộng sản cầm quyền trên thế giới dưới sự khống chế của một lãnh tụ độc tài mà điển hình là Stalin, Mao, Castro, cha con họ Kim hay như Tập Cận Bình bây giờ. Nhưng từ sau Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình kinh tế toàn thế giới mỗi ngày một khó khăn, tạo ảnh hưởng xấu mỗi ngày một lớn lên nền kinh tế Việt Nam, khiến miếng bánh kinh tế chia nhau mỗi ngày một nhỏ lại. Hai phái trong đảng không thể cứ tiếp tục chia quyền lợi đều nhau như trước kia được nữa. Đó cũng là lý do đã khiến xảy ra sự phái này tìm cách triệt hạ phái kia để giành mọi quyền hành quyền lợi cho phái của mình. Trong Đại hội 12 đầu năm 2016, sự mạt sát nhau, tìm cách triệt hạ nhau giữa hai đầu lãnh đạo Bắc là Nguyễn Phú Trọng và cầm quyền Nam là Nguyễn Tân Dũng chưa bao giờ dữ dội như vậy. Kết quả trái ngược với sự phỏng đoán của nhiều người, phe Nguyễn Tân Dũng bị đè bẹp, chức vụ thủ tướng hái ra tiền được giao cho một tay chân của phái lãnh đạo miền Bắc. Lần đầu tiên cả ba chức vị chóp bu Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đều do người miền Bắc hay tay chân của miền Bắc nắm giữ cả. Thật ra vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Bắc hay Nam, mà là cái cơ cấu một đảng hai phái như tôi đã nói ở trên. Chính cái cơ cấu này đã tạo ra hai bộ máy chồng chéo nhau. Bộ máy lãnh đạo cầm đầu bởi ông Tổng Bí thư và bộ máy cầm quyền nằm trong tay người nắm chức vụ thủ tướng. Thời ông Hồ, cơ cấu này đã trở thành một giáo điều, Bác, Đảng và Chính phủ, giống như thuyết ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần trong Kitô giáo. Phải nói rằng, dưới thời bao cấp, hai bộ máy này bổ túc cho nhau. Bộ máy lãnh đạo có nhiệm vụ kiểm soát tư tưởng, xác định lý lịch thành phần để căn cứ vào đó, phân phối những nhu cầu trong đời sống mỗi người dân. Bộ máy cầm quyền có nhiệm vụ quản lý kinh tế và hành chính. Ngay cả những đơn vị nhỏ nhất như phường, xã cũng bị đặt dưới sự điều khiển của hai guồng máy này thông qua các chức vị bí thư, chức vị chủ tịch ủy ban nhân dân mỗi xã mỗi phường. Nhưng ở thời buổi hội nhập kinh tế thị trường, sự tồn tại của bộ máy lãnh đạo hoàn toàn vô ích và trở thành ký sinh trùng ăn bám vào ngân quỹ quốc gia, tạo ra tham nhũng, gánh nặng tài chính phải nuôi báo cô một bộ máy vô dụng, đã đè nặng lên kinh tế, khiến nền kinh tế mỗi ngày một eo uột và nguy cơ đi đến phá sản mỗi ngày một gần, đe dọa luôn sự sống còn của đảng. Vấn đề là chỉ có phái lãnh đạo thắng cuộc mới tự phá bỏ được bộ máy lãnh đạo của mình, đồng thời cũng phải triệt hạ tận gốc phái cầm quyền để độc chiếm quyền sử dụng bộ máy cầm quyền. Và muốn làm được như vậy, phe thắng cuộc phải đủ bản lĩnh thay đổi triệt để cơ cấu đảng và lấy mô hình Tàu Cộng làm khuôn mẫu. Theo mô hình này, người nắm chức vụ Tổng Bí thư Đảng sẽ nắm luôn chức vụ Chủ tịch nước. Tuy về hình thức, Tổng Bí thư là người duy nhất được sự chỉ định của Bộ Chính trị ra ứng cử chức vị Chủ tịch nước trước Quốc hội và sẽ đương nhiên được bầu. Nhưng thật ra, trước khi giành được chức vị Tổng Bí thư đã phải là một tay đầy thủ đoạn, loại trừ được mọi đối thủ của mình trong đảng để độc nắm toàn quyền. Bởi vậy gọi chế độ Cộng sản Tàu là chế độ độc đảng toàn trị không đúng, vì đảng chỉ là công cụ cầm quyền của Chủ tịch nước. Thật ra mô hình này chỉ dập lại cái cơ cấu trung ương tập quyền của các vua chúa Tàu ngày xưa. Thiên tử trở thành chủ tịch nước, đảng chỉ là triều đình và hàng quan lại của chủ tịch.
Trong số những chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chả thấy ai có đủ bản lĩnh và khả năng để dập khuôn Đảng Cộng sản Việt Nam theo mô hình này. Dù sao cũng phải đợi đến Đại hội 13 năm 2021, coi người hiện nay được cho là có nhiều bản lĩnh Trần Đại Quang có làm nên trò trống gì hay không. Nhưng cũng không phải vì vậy mà không nghĩ có nhiều khả năng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị Tàu bắt phải theo mô hình này. Từ nay đến Đại hội 13, có thể sớm hơn nữa. Ngay kỳ bán Đại hội Đảng một năm dưới nữa, Tàu dư thời giờ kiếm người dễ bảo nhất phong cho làm Chủ tịch Đảng, Chủ tịch cái nước ố nàn xã hội chủ nghĩa này. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, thiếu gì những người như Trần Ích Tắc, như Lê Chiêu Thống, chứng cớ là hết Đinh Thế Huynh, lại đến Ngô Xuân Lịch, Phạm Minh Chính, và ngay đến ông già Trọng Lú cũng sẽ chống gậy qua Tàu xin làm việc. Ngày xưa vua Tàu phong cho ai làm An Nam Quốc Vương thì người đó được làm. Tuy chỉ là hình thức, ngày nay Tàu có thể chỉ cần phẩy bàn tay, nhất là khi biết ý Trump bỏ TPP là đã có ý vứt Việt Nam cho Tàu để đổi lấy Đài Loan. Phải nghĩ là sự hiện hữu hai phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã nằm trong cơ cấu từ khi sinh ra Đảng và cũng có phần tích cực dưới thời ông Hồ và ngay cả sau năm 75. Cũng nhờ có phái cầm quyền có tư tưởng tiến bộ mà có đổi mới và những người Cộng sản Việt Nam có tiếng nói. Cái tiêu cực không phải là sự một đảng hai phái, mà là sự tha hóa trong đảng đã biến hai guồng máy thành những cỗ máy tạo quyền hành chức vị để làm tiền, sách nhiễu người dân, gây tham nhũng, làm thiếu hụt ngân sách và làm kinh tế đi đến lụn bại. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề này, những lãnh đạo bậc trung, những nhà kỹ trị, những trí thức đã phải gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vì vấn đề học hành, vì công ăn việc làm phải tự vấn. Không thể cứ tiếp tục giữ cái cơ cấu một đảng hai phái với hai guồng máy chồng chéo nhau được. Cũng không thể phó mặc đảng cho những chóp bu chỉ lo bán nước cho Tàu. Theo mô hình đảng của Tàu Cộng, để có chức phận, để có miếng ăn, phải biết nhìn xa, phải biết lo cho chính thân phận mình, biết lo cho tương lai con cháu sau khi du học ở các nước Tây Phương về có thể làm được gì cho đất nước. Không có cách nào khác là phải hợp nhau lại, tách Đảng Cộng sản Việt Nam ra làm hai, đặt một tên khác theo gương Đảng Dân Chủ Cộng Hòa Mỹ cách đây 200 năm. Năm 1792, Thomas Jefferson và James Madison thành lập một đảng lấy tên là Đảng Dân Chủ Cộng Hòa để làm hậu thuẫn chống lại phái liên bang muốn tăng cường chính quyền trung ương liên bang, hạn chế sự tự chủ của các tiểu bang. Jefferson là vị tổng thống đầu tiên của đảng này, được bầu vào năm 1801. Giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp, sau đó là Madison, rồi đến Monroe. Mỗi người cũng giữ hai nhiệm kỳ. Jefferson là vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ và được coi là một nhà lập quốc đứng hàng thứ hai sau Washington. Đảng Dân Chủ Cộng Hòa là đảng độc nhất cầm quyền trong một thời gian tương đối khá lâu dài, từ nhiệm kỳ của Jackson năm 1801 cho tới sau nhiệm kỳ của John Quincy Adams năm 1829. Ngay từ khởi đầu, trong Đảng Dân Chủ Cộng Hòa Mỹ đã có hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất muốn thống nhất quyền hành trong tay chính quyền liên bang, bênh vực lợi quyền những doanh thương miền Bắc, đa số là người da trắng theo đạo Tin Lành. Xu hướng thứ hai đại diện cho những tầng lớp nhân dân miền Nam và miền Tây, bao gồm những cộng đồng thiểu số, sắc tộc cũng như tôn giáo và những thành phần tri thức, văn nghệ sĩ. Năm 1824, xảy ra sự tranh giành giữa hai ứng cử viên tổng thống Andrew Jackson, đại diện xu hướng miền Nam, và John Quincy Adams, đại diện xu hướng doanh thương miền Bắc. Cả hai đều không đạt được đa số tuyệt đối, nhưng Adams lại được Quốc hội bỏ phiếu chọn. Phe theo Jackson tự ly khai ra khỏi đảng, thành lập một đảng mới mang tên là Đảng Dân Chủ. Phe Adams cũng thành lập một đảng khác lấy tên là Đảng Whip. Andrew Jackson, người đầu tiên của Đảng Dân Chủ, được bầu hai nhiệm kỳ liền. Năm 1854, Đảng Whip đổi tên là Đảng Cộng Hòa, với danh nghĩa đấu tranh chống sự một tiểu bang miền Bắc muốn hợp pháp hóa chế độ nô lệ. Có thể nói, nhờ sự Đảng Dân Chủ Cộng Hòa Mỹ tự tách ra làm hai đảng mà Hoa Kỳ đã trở thành nước dân chủ đầu tiên trên thế giới, với chế độ lường đảng thay phiên nhau cầm quyền tùy theo sự lựa chọn của người dân qua phổ thông đầu phiếu. Có người nói rằng, dù có đấu đá nhau, thậm chí có chém giết nhau vì tranh giành quyền lợi, nhưng đầu óc những bè phái trong đảng đều hệt như nhau, thì dẫu có chia làm hai cũng chả có gì thay đổi và dân lại càng khổ hơn. Vì trước chỉ có một đảng ức hiếp mình, nay lại có hai đảng. Tôi thì nghĩ ngược lại. Thứ nhất, một khi đã tự phân ra làm hai đảng, thì công an và quân đội bắt buộc phải đứng trung lập, chỉ tuân theo lệnh chính quyền nào được dân bầu thôi. Thứ hai, khi đã thành hai đảng, thì 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có quyền lựa chọn đảng mới tách ra, hay vẫn theo đảng cũ
tùy bản lãnh và sức lôi kéo của lãnh tụ mỗi đảng, và nhất là chính sách đối ngoại của mỗi đảng. Thiên về Tàu hay thiên về Tây Phương hơn thì lôi kéo được nhiều đảng viên hơn và được nhiều phiếu của dân hơn. Thứ ba, khi có hai đảng thì tất nhiên không còn hai hệ thống song song nhau trong mỗi đảng. Người nào được dân bầu thì người đó cầm quyền, trong lập pháp cũng như trong hành pháp. Khi không còn hai hệ thống bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân chồng chéo lên nhau, thì ngân quỹ đã bớt đi được một nửa tiền nuôi báo cô, bí thư lãnh đạo. Thứ tư, số người cầm quyền cũng bớt đi một nửa, vì khi được tách ra làm hai đảng, thì chỉ có đảng nào có người thắng cử thì người đó lên cầm quyền thôi. Đảng thất cử trở thành đảng đối lập, và nguyên tắc kiểm soát và đối trọng trong tam quyền phân lập của Mỹ, dầu muốn hay không cũng được áp dụng một phần nào đó giữa hai đảng để kiểm soát lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau. Thứ năm, khi có hai đảng thì tất nhiên là có tự do báo chí, dù trong những tờ báo có tờ thiên về đảng này hay đảng kia, nhưng không thể trở thành cơ quan tuyên truyền cho một đảng, vì sẽ chả ma nào mua báo. Tham nhũng cũng không nảy nở được, vì sẽ bị báo chí phanh phui ra. Nhưng muốn Đảng Cộng sản Việt Nam tách ra làm hai, phải có một người như Andrew Jackson, người thành lập Đảng Dân Chủ Mỹ. Việt Nam, những loại như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thì nhiều, nhưng kiếm ra được một Andrew Jackson thì khó lắm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần bình luận có tựa đề để tránh bị phá sản, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị bắt buộc phải chọn một trong hai mô hình. Bài viết của tác giả Phong Uyên đăng trên website Đàn Chim Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.